Thầy cho con hỏi một vài ý dưới đây đã đúng chưa để cư sĩ chúng con có chủ đề tụng kinh tại nhà? Rồi tụng kinh tại nhà mà giữ giới thanh tịnh phước đức vô cùng lớn, ngay khi bạn chuẩn bị khai kinh vô lượng chúng sanh và quỷ thần đều tụ hội. Đồng quỳ xuống chắp tay cung kính lắng nghe lời Phật dạy, rất nhiều chúng sanh tu trong địa ngục và loài quỷ thần nhờ nghe kinh mà minh lý biết lỗi ăn năn. Thôi, sư phân tích từng cái cho quý vị ha. Thứ nhất, tụng kinh tại nhà mà giữ giới thanh tịnh, phước đức vô cùng lớn. Cái này là chính xác, đánh từng cái ha, này chính xác ha. Rồi, ngay khi bạn chuẩn bị khai kinh, vô lượng chúng sanh và quỷ thần đều hội tụ. Cái này kinh nào nói? Kinh nào nói quý vị biết, làm ơn cho sư biết nha. Sư không có nghe một cái kinh nào mà mình chuẩn bị khai kinh mà vô lượng chúng sanh quỷ thần đều hội tụ. Mình là cái thứ gì? Cái này sư nói thẳng, nhiều người buồn giận chịu, chứ mình là cái thứ gì mà mình chuẩn bị khai kinh là vô số quỷ thần tụ hội. Chưa nói đến cái chuyện là quỳ xuống chắp tay cung kính lắng nghe lời Phật dạy. Mô Phật. Nói như vậy, ở trong chú giải Pháp Cú có nhắc một câu chuyện là hai vị tỳ kheo, một vị thuộc lòng Tam Tạng ha, vị đó thường xuyên tụng kinh ở trong rừng, vị tỳ kheo giữ giới trong sạch, thường xuyên tụng kinh trong rừng, cái khu rừng nó im re không có gì hết. Một vị hống thuộc cũng không có thuộc bao nhiêu bài hết, đến gặp đến thăm vị này ở trong rừng. Xin lỗi, cái vị đó đến thăm một vị khác cũng ở trong rừng. Thì cái vị khác này đó là cái vị cũng không có thuộc nhiều kinh, thuộc có mỗi một câu thôi, mà vị này mới nói là cái khu rừng tôi ở nó đặc biệt lắm sư huynh. Đặc biệt sao? Đặc biệt chỗ là tôi nói, mỗi lần mà tôi nói một câu một thôi là chư thiên hoan hỷ vỗ tay, hoan hỷ xa thú quá trời. Vị này nói đâu, sư huynh nói thử tôi nghe, tôi thử coi. Thì vị này lên đọc đúng một câu kệ, cả đời tu đọc thuộc đúng một câu kệ mà vị này chứng thánh rồi, thành ra là chư thiên xa thú vỗ tay. Rồi vị này nói chà, đây khu rừng đặc biệt ha. Vị này mới leo lên cũng tụng rất là nhiều bài kinh, từ bài kinh này qua bài kinh kia, khu rừng im ru. Vị này mới xuống, chắc có lẽ là kinh lúc linh lúc mất linh hay sao á. Thì cái vị sư bạn mới nói thôi bây giờ để tôi lên tôi làm lại cho sư coi nè. Vị này lên lại đọc đúng cái bài câu kệ hồi nãy, vị này cả đời tu thuộc đúng có một câu đó thôi, chư thiên lại hoan hỷ vỗ tay cả một khu rừng. Vị này bực quá mới về nói với Phật. Phật nói là cái người á, tụng nhiều kinh mà không có hiểu lý ở trong đó, không thực hành, không có thấm nhuần ý kinh thì không bằng một người chỉ thuộc đúng một bài kinh mà hiểu được cái ý nghĩa của nó. Điều này có nghĩa là mình là phàm phu, sư chưa dám nói cái giới của vị sạch hay không sạch nha. Quý vị tụng kinh, xin thưa quý vị tụng thì có phước đó, chứ còn mà đòi là quỷ thần tới nghe thì mô Phật. Rất nhiều chúng sanh trong địa ngục và loài quỷ thần nhờ nghe kinh mà minh lý biết lỗi ăn năn hối hận những tội mình đã tạo lúc làm người. Nhờ một niệm phát chân tâm sám hối này mà họ được thoát khỏi ác đạo ác quả, sanh lên cõi người trời. Chúng sanh ở địa ngục không có khả năng nghe kinh, nói buồn giận chịu. Chúng sanh địa ngục không có khả năng nghe kinh, hàng ngạ quỷ họ cũng không thể nghe kinh, mà nếu nghe thì họ cũng không ngộ được bất kỳ một cái gì cả. Nếu như các hàng ngạ quỷ mà họ có thể gọi là nhờ cái chuyện nghe kinh á, mà được thoát khổ, là sinh tư hồi xưa chư tăng sẽ siêng tụng kinh lắm, và cũng sẽ có những trường hợp được nói ở trong kinh nhưng không hề có. Nếu như cái chuyện, xin nhắc lại nha, nếu như cái chuyện mà mình tụng kinh á, mà các cái loài như ngạ quỷ họ nghe mà họ ăn năn sám hối mà thoát khỏi khổ cảnh thì coi như là nó nhẹ đầu, trong kinh không có. Thậm chí cái loài
Đó, cho nên là làm ơn làm phước đó thì thành ra sư nói rồi, những cái chúng đây là những chúng sinh ở địa ngục họ chịu những hình phạt liên tục không lúc nào ngơi nghỉ thì họ làm sao có thể nghe tụng kinh, điều này có thể xảy ra không? Thì như sư nói điều này không thể xảy ra ha. Còn ai muốn tin thì cứ tin, chứ bây giờ sư đâu có cấm cản cái niềm tin của quý vị, đúng sai gì đó là quý vị tự chịu trách nhiệm với mình thôi. Trước khi tụng kinh ta nên âm thầm nghĩ đến những oan gia trái chủ hay quyến thuộc chưa tin Phật của mình. Một lần nữa lạy Phật trên cao, kính con kính lạy Tam Bảo. Quý vị có muốn nhắc ai, có muốn réo ai làm ơn làm phước, mở miệng ra mà réo nha. Quý vị muốn làm cái gì thì mở miệng ra, chứ đừng có nghĩ ở trong đầu. Quý vị nghĩ ở trong đầu không có ai dám đọc tâm của quý vị đâu, trong đầu của mình nó ô nhiễm vô cùng, ai dám đọc tâm của mình. Quý vị muốn nghe ai đó, muốn réo ai đó thì đầu tiên mình mở miệng ra. Rồi, còn cái chuyện mở miệng ra mà nó có hợp lý hay không mình đọc coi tiếp ha. Dù họ còn sống hay đã mất, chỉ cần chư vị niệm tên họ, chịu thỉnh âm thầm. Sư Tăng réo tên quý vị có nghe không? Có biết không? Biết Sư Tăng réo cái gì không? Sư Tăng mời quý vị tới đây ăn cơm, mà bây giờ quý vị không nghe, quý vị không biết, không đọc được tâm của sư, quý vị có đến đây ăn cơm được không? Cái chuyện đơn giản vậy mà mình không có nghĩ ra, sư không hiểu. Người còn sống quý vị làm ơn mở điện thoại ra, thời buổi nay có điện thoại rồi, réo họ bây giờ tôi đọc kinh chi phước cho anh nha thì họa mai. Cái người mất cũng vậy, nếu như mà họ tái sanh làm những cái hạng chúng sanh có thể nghe được kinh và họ hoan hỷ á, mình cũng phải mở miệng ra mình réo tên họ. Còn bây giờ này đó, đó giờ sư, trong đầu sư đang réo gọi tên anh Nguyễn Văn Tý, anh Nguyễn Văn Tèo á, tới đây nghe nghe sư vấn đáp thì có ai nghe không? Cái sự thật nó thắng hùng biện như quý vị đó. Rồi nếu như họ đến trước Phật dù chỉ khom lưng xá chào hoặc lạy một lễ chắp tay một lúc, xem như là đã kết chút thiện duyên nhỏ bé mong manh với Phật. Thì cái này thì sư đồng ý cái chuyện là nếu như có bất kỳ một chúng sanh nào đó đi đến lễ bái Thế Tôn dù chỉ khom lưng xá chào thì họ cũng có thể kết thiện duyên với Tam Bảo, cái đó đúng. Thì nhưng mà nó nét kẹt một cái là trong trong một loạt những câu nói quý vị có câu thì xài được, có câu xài không được, thành ra sư cũng kẹt dữ lắm quý vị. Thần thức trong Phật giáo không có cái vụ này nha. Nhờ được bạn kêu mời nên mới có thể lập tức đến hiện diện tại đạo tràng. Có một sự kiện tương tự như vậy, tức là cũng nhờ kêu gọi mà tới đó. Nhưng mà cái sự kêu gọi này là Đức Thế Tôn kêu. Một là khi mà Đức Thế Tôn ở cõi trời Phạm Thiên, ở trên thì Đức Thế Tôn tế độ một vị Phạm Thiên Tà Kiến. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nghĩ trong tâm thôi, nghĩ trong tâm Sariputta. Thế là ngay lập tức Ngài Sariputta biết và Ngài xuất hiện. Rồi Đức Thế Tôn nghĩ đến Ngài Mục Kiền Liên, Mục Kiền Lãnh Á. Ngài ngay lập tức Ngài Mục Kiền Liên xuất hiện. Thế Tôn nghĩ đến Ngài Aniruddha, ngay lập tức Ngài Aniruddha xuất hiện. Còn một vị nữa sư quên mất vị nào rồi. Tóm lại là có bốn vị. Đức Thế Tôn là vị thứ năm. Đó, gọi là triệu một cái, triệu tới đâu là tới liền á. Rồi cái trường hợp thứ hai là một cái vị tà kiến, và sau khi mà cái vị này bị cái nghiệp là
đắc được thiên nhãn tu thiền thì chứng thiên nhãn nhưng mà không có chứng thiên nhĩ, do cái nghiệp hồi xưa làm thủng tai của một vị độc giác á, cho nên là đời này là vị này không có nghe, không có đắc thiên nhĩ được. Thì vị này xuất gia với ngoại đạo, rồi sau này ngoại đạo chết, rồi đến gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lại một lần nữa ngài dùng thần thông để ngài vời cái con ngạ quỷ đó từ một cái cõi khác mà về ngay trước mặt Đức Thế Tôn, để cho cái anh này ảnh thấy. Quý vị đó, có nhớ là sư đang nói tới ai không? Sư đang nói một vị chánh đẳng giác. Chừng nào quý vị là chánh đẳng giác thì quý vị làm được cái vụ này. Tức là mình chỉ cần kêu mời là ngay lập tức đến, xuất hiện ngay tại chỗ. Do đâu? Do năng lực của một vị chánh đẳng giác. Còn mình không có thì mình chỉ có ảo tưởng thôi nha. Nếu họ phát tâm chịu nghe kinh sám hối lễ Phật thì ắt sẽ thu được nhiều lợi ích. Thì cái này đúng, tại vì bất kỳ chúng sanh nào mà nếu như nghe kinh đúng chánh pháp nha, chứ không phải là kinh tầm bậy tầm bạ, kinh đúng chánh pháp mà có cái lòng hoan hỷ, thì bất kỳ hạng chúng sanh nào nghe kinh mà có lòng hoan hỷ thì đều được sự lợi lạc. Cái vấn đề ở đây nè là cái lợi ích của việc tụng kinh và lễ Phật thì sư không có bác, sư đồng ý cái lợi ích của cái việc tụng kinh và lễ Phật, nhưng mà cái gọi là cái diệu dụng, cái công năng thì sư e là nó bị phóng đại hơi quá đà. Nó giống như là ba cái quảng cáo trên YouTube mà nhà tôi ba đời vậy đó. Thì nó kẹt lắm nha, nó kẹt lắm. Rồi khi mắc bệnh thì phải có thể dùng thuốc, nhưng không nên dùng các loại thuốc có thành phần động vật trong đó. Phải loại bỏ thành phần động vật đi rồi tụng ba biến chú đại bi và uống, sẽ gia trì vào thuốc sẽ thấy hiệu quả. Quý vị biết là cái này mình chỉ có nói ở Việt Nam được, chứ nói bên Mỹ nó bắt bỏ tù. Tại sao? Tại khi mà mình tuyên bố là một cái cách nào đó mà có thể chữa bệnh á, là mình phải là cái giới khoa học á, cái giới y học á, nó sẽ có mặt và nó bắt mình thực nghiệm chứng minh là làm được. Nếu làm được á, thì nó sẽ đăng lên các cái tạp chí y khoa và sẽ đưa lên các cái chương trình nghiên cứu để có thể phổ biến cái cách thức này. Còn nếu như mà mình nói tầm bậy á, tức là mình nói được mà làm không được á, nó bắt bỏ tù. Ở Mỹ đã từng có một cô người Việt mình á bị bắt bỏ tù vì cái vụ này rồi ha. Cho nên là tại sao cái vụ này chỉ có người Việt mình tin, chứ qua Mỹ người Mỹ không tin. Đó. Còn cái bài chú này thì có rất nhiều người, sư đã có cái video nói về cái chú Đại Bi rồi. Và ngài chánh thân ngài cũng có dịch cái bản dịch của chú Đại Bi, thì quý vị đọc để biết là cái nội dung nó như thế nào. Còn cái chuyện đông người làm theo thì hình như chỉ có đông người Việt mình làm theo thôi, chứ còn người Mỹ không có làm theo. Rồi người Trung Hoa thì sư không biết, người Nhật những hoặc là người Đài Loan thì sư không biết, nhưng mà người Mỹ thì sư biết là họ không có làm. Tại vì họ đòi phải có cái nghiên cứu cho đàng hoàng, chứ mình không có nói cái kiểu mà khơi khơi như vậy được. Rồi người Miến cũng không làm, người Thái cũng không làm, rồi người Tích Lan cũng không làm. Một bộ phận những người tu theo Nam Tông cũng không có làm. Thành ra thì thôi, ai muốn làm sau đó thì làm. Phàm muốn siêu độ ai, tất
Nhưng người thực hiện cần phải dứt trừ ăn mặn, ít nhất trong thời gian siêu độ phải tuyệt đối ăn chay, không được đụng đến đồ mặn. Rồi, trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng, người ăn thịt không phải đệ tử Phật. Dù chỉ ăn ngũ vị tân thì cũng dẫu có tuyên thuyết 12 bộ kinh thập phương tiên thiên thì do kiềm kỵ hôi thối thể đều tránh xa. Xin thưa là cái này nó giống như vậy nè. Tôi nhớ là cái người Nga họ có một câu á, nửa ổ bánh mì thì nó cũng là một nó cũng là bánh mì, nhưng mà một nửa sự thật thì nó là sự dối trá. Cái vụ mà gọi là siêu độ á, cái siêu độ thì ở trong kinh Ác Xá Năng Chi thì nó có một trường hợp như vậy, là với những cái với những người á, mà bị mình nói thì bây giờ là bị vong nhập, bị ma ám đại loại như vậy, hoặc là một vị mà muốn đi đến những cái nơi như là đi đến nghĩa trang thì cái vị đó đó phải không được ăn thịt cá. Chưa hết, nghe không ăn thịt cá nhiều người mê lắm, tôi biết mê lắm. Chưa hết, không được ăn bột mè, không được ăn gạo, các sản phẩm từ gạo tức là cơm đó, rồi không được ăn một số loại ngũ cốc, không được dùng đường, không được nói chung ra là một loạt những món không được ăn, mà chỉ riêng cái vụ không được ăn cơm là quý vị thấy ngán rồi. Thì tổng hợp lại á, thì những vị đó chỉ được ăn trái cây. Nhưng mà đó là những trường hợp đặc biệt, là một là dành cho cái trường hợp mà muốn mình gọi tạm gọi là trục vong á, tạm gọi là trục vong á, thì vị đó phải tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt đó. Cái thứ hai là vị đi đến nghĩa trang, đi đến cái nơi mà có nhiều cái hàng ngạ quỷ á, thì phải tuân thủ cái kiểu ăn này, tức là hầu như chỉ ăn trái cây thôi chứ không được ăn cái gì hết. Gạo cũng không được ăn, cơm không được ăn, mè bột và các loại bánh cũng không được ăn luôn, đường cũng không được ăn luôn. Cho nên là mình hiểu là mình phải hiểu cho tới, chứ còn mình hiểu mà không tới nó đẻ ra đủ thứ chuyện, quý vị biết không? Cho nên là thôi mời Đại Đức Tuệ Tường. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thì khi mà sư đọc, nói đúng hơn thật lòng nha, đức hành tài đọc giùm sư nha, chứ sư nói thiệt, nó thật lòng sư tin học qua sự ngán quá, đại đức hành tại đọc giùm sư luôn nè. Nhưng mà sư sẽ hiểu, là qua bốn câu hỏi này nè, có một cái điểm chung. Điểm chung là cái vị này có nghĩa là vẫn thắc mắc về cái phương pháp tu, những cái kiểu tu đây nè, những gì vậy nè, là có đúng hay không, có đúng hay không. Cái đó có nghĩa là đọc kinh, kiểu thỉnh này thỉnh nọ đó. Rồi thứ hai là cũng là xin này xin nọ, nói chung là cũng xin này xin nọ. Thứ ba, là còn nói về, thứ ba là cũng nói về vấn đề mà dược phẩm. Thứ tư mà nói vấn đề ăn uống. Tóm lại vậy, đúng không? Thì để sư tổng hợp trả lời nha, bốn cái câu hỏi này cho một vấn đề luôn. Bây giờ cái vị này nè, giờ cái vấn đề này đi, tu tập đi, tu tập cho tu tập cái phương pháp này đi, tu tập phương pháp này đi. Nhưng mà rồi á, một ngày nào đó đó, có một cái người hỏi cái vị hỏi câu hỏi này là gì nè, là tôi thấy tu tập, mấy người tu tập gì là chưa chưa ngon lành đâu, chưa ngon đâu. Tu tập như tôi vậy mới đúng nè. Là cái điều này sư nói với vị là trong một bài giảng, sư Giác Nguyên giảng ở trong chú giải, một bài kinh, nhớ là bài bài kinh Bát Thá, kinh mắt bài kinh Bát Thá, bài kinh chủng, thì có một trường hợp như vậy là cái đời sống tâm linh đó, của người Ấn Độ ngày xưa vậy, là có những người họ tư duy, họ đi tu gì nè, là ban đầu đi tu là người đi tu nha,
là có sắm các đồ nấu nước như nồi niêu xoong chảo vậy đó, tự mình, có nghĩa là tự mình nấu nướng, tự mình canh tác trồng rau trồng cải đó, như vậy là tu. Nhưng mà rồi một cái đối tượng khác chê cái này, nó ôi ông tu tu cái nồi niêu xoong chảo gì từ lưa chân nấu ăn rồi trồng cải trồng hành thì có dính mắt. Thì cái ông này ông mới đi xin, đi khất thực đó, đi khất thực thì ai cho dạng đó. À, rồi ông khác lại lại còn à đi khất thực thì những thì ông này khất thực là ông sẽ thọ dụng những món ăn mà được làm sẵn, thưa vị, được làm sẵn đó, được làm sẵn, ai cho dạng đó. Thì ông rồi cái ông khác lại chỉ trách ông này, nói ơi ông tu ăn bình thường quá, ăn muốn nó ăn món sẵn, ăn món ngon này nọ. Thì cái ông này tư duy là thôi ăn dân món thô thôi, giống như là ăn ăn ông kia đi là ăn gạo đã nấu thành cơm rồi. Thì cái ông này nói không, tôi về tôi về ăn tôi phải dữ dằn hơn nữa, như tôi nhau lễ dưỡng tôi là tôi ăn gạo sống luôn rồi, về nhưng mà về nhâm 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 giống như mấy con thú gặm nhấm gì đó, đó ăn hộp gạo. Rồi cái ông mà tôi học gạo á rồi lại bị bụng một ông khác chê, nói, ôi tôi mà ông kiểu như ông tôi ăn kiểu đó, có nghĩa là cái hộp gạo ông đi xin nè là cũng là được người ta không ta trồng ta cấy, người ta thu hoạch, người ta xuất ra người ta làm thành hộp gạo ông mới được ăn, vị chưa ngon không. Rồi cái ông nó nói là bây giờ tu ăn cái cây rừng nè, trong vô trong rừng tu có cái cây rừng, có cái dạng ở đó, hai cây rừng ăn gì đó vì tôi vậy mới ngon. À, rồi công đó lại chưa chưa dừng nữa, có công giữ giữ dặt hơn nữa là công này là tôi nói ôi ông ăn rồi ông cái cây gừng nó chín như vậy, ông phá hại như vậy, dù sao cái cây nó cũng có thức tánh, đối với họ nghe có thức tánh nha, như vậy xâm phạm nó có cho ông không mà ông tự hái như vậy ông xúc phạm nó. Công này tôi còn dữ hơn nữa, ông làm chân ông nằm dài ngay cái cây ngay cái chỗ mà cái cây mà có trái hả họng ra chừng nào cái cây rớt xuống ăn đó, tu diễm dữ. Thì bây giờ cái câu cái vấn đề mà sư nói nó liên quan, nó quay lại từ cái câu chuyện sư vừa kể, nó quay lại cái câu hỏi này nè, qua bốn câu hỏi này nè. Thì chắc đến đây quý vị hiểu là quý vị cần nên phải biết đúng hay là sai, nên tu tập thế nào. Quý vị có một cái câu Phật ngôn ở trong Tương Ưng á mà sư rất là tâm đắc. Thế Tôn ngày mới nói rằng cái ô này các tỳ kheo, do tâm ô nhiễm nên chúng sanh bị ô nhiễm, do tâm được thanh tịnh bởi vậy chúng sanh được thanh tịnh. Thì qua câu Phật ngôn này mong quý vị, nghĩa là ngắn gọn thì quý vị hiểu sâu xa hơn. Tại vì câu hỏi này thật sự là sư rất là khâm phục, nó nói thật lòng rất khâm phục cái đức hạnh tại, cũng rất là kham nhẫn với có sự bi mẫn khi mà giảng giải tuần tự cho quý vị hiểu rõ. Còn như sư cái nào nói thật cái hạnh kham nhẫn sư cũng hơi yếu. Và vậy sư chỉ có thể trả lời ở mức độ thôi, là cũng sẽ kết thúc câu trả lời. Qua câu hỏi tiếp theo.